Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm một video để test hai đôi loa cho anh Đạo Huệ ở Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang. Xin chân thành cảm ơn anh đã tin yêu Huấn Audio để đặt hàng ở dưới Hà Nội. Chuyển lên cho anh. Anh lấy một lúc hai đôi luôn. Đây là hai chiếc 850C bãi xịn do Nhật đặt nhà máy ở Trung Quốc. Đây là mặt trước của nó. Lô này chữ B hơi xước sát, không tránh được. Đây là mặt sau của nó đấy. Mình làm video để test cho anh ấy trước khi chuyển đi, cho mọi cái đều là y như cái mình đã làm, mã hiệu đằng sau thì chuyển đi gì vậy. Đầu tiên mình sẽ test tiếng mic trước. Chắc đoạn nhạc. Mình xin phép được dừng video này ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Đạo Huệ đã tin yêu Huấn Audio để đặt hàng ở Hà Nội. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio trước cái này. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video mới nhất của Huấn Audio.